Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách in một cái máy in bạc như thế nào. Đầu tiên chúng ta mở file lên, chúng ta xuất file, chúng ta ghép cái khoảng cách giữa mà một cái tấm á, là chúng ta cho để khoảng 8 phân để chúng ta dán biên, hoặc là mình chừa để mình căng bạc á, là mình chừa khoảng 8 phân. Còn sỏ cây là chúng ta cho 10 phân, những cái băng rôn đó là chúng ta cho 10 phân trên đầu. Rồi. Này là khổ chúng ta khổ nhiêu gì? 2 mét mà. Rồi. Chúng ta xuất file. Từ từ xuất file lại. Chúng ta trong Corel á, chúng ta xuất file. Chúng ta nhấn Ctrl E trên bàn phím. Rồi, khi mà Ctrl E nó xuất hiện, chúng ta đặt một cái tên bất kỳ. Rồi, chúng ta nhấn OK. Chế độ phân giải. Thôi được rồi, tới luôn. Rồi vô Mentop. Cái độ phân giải chúng ta để khoảng 72 kích thước thật là được rồi. Đoạn đuôi tiếp. Rồi khi nó chúng ta chọn đánh lại kích thước. Kích thước là 6 m, 1 m 68, 69. Bên này chúng ta cũng là 6 m. Chúng ta vô cái chỗ chưa? Đây, chúng ta đánh. Rồi. Chúng ta vô file setup, trong đây là phần mềm Mentop để điều khiển máy in bạc 3.2. Và chúng ta vô cái phần setup, chúng ta cũng đánh lại kích thước y chang bên kia. Rồi, OK. Chúng ta xuất file, chọn biểu tượng máy in. Từ từ, chọn biểu tượng máy in lại. Rồi, chúng ta vô cái thanh menu nha. Chúng ta vô cái thẻ biểu tượng máy in. Rồi, chúng ta bấm vô. Cái phần print xuất hiện, chúng ta thiết lập thông số là property. Rồi, trong cái này chúng ta đầu tiên là cái thông số màu. Resolution này là cái thông số á, mình chọn bao nhiêu bát đó. Rồi, tiếp theo chúng ta bấm Auto Set. Rồi, chúng ta bấm OK. Rồi, chúng ta bấm chọn Ring to File góc phía bên đây. Cái này là phần mềm Mentop của máy in. Rồi, chúng ta chọn đặt tên. Khi mà cái phần mềm Ring File nó xuất hiện, chúng ta chọn đặt tên. OK. Rồi, khi nó đã send file qua phần mềm máy in, chúng ta mở phần mềm máy in lên. Rồi khi cái phần mềm máy in lên, chúng ta chọn cái file chúng ta hãy lưu á, open nó lên. Rồi. Rồi bên đây chúng ta sẽ bật máy in. Máy in lên, rồi chúng ta chọn cái công tắc này là bật đèn lên. Đây là máy in bạc 3.2. Cái thông số chúng ta khi mà chúng ta thiết lập thông số này là chúng ta, đây là cái cạnh bạc, mình nhìn trên cái thanh thước của cái nhà sản xuất, người ta sẽ cho mình cái thanh thước để chúng ta canh cái bạc cho nó đúng. Cái này là mình tính từ cái điểm mà của cái bạc á, thấy không? Người thấy không? Đây, các bạn coi từ cái điểm này chúng ta trừ ra bao nhiêu đó thì tính từ cái điểm này là cộng thêm tên thông số của cái thước. Là cái này là cho 400. Cái này dán biên thì chúng ta cho nhỏ thôi chút. Nếu mà căng bạc thì chúng ta cho lớn lên một chút ha, mà nếu là dán biên thì chúng ta càng nhỏ càng tốt để cái biên nó khỏi bị nhăn. Rồi cái này là tính từ cái điểm góc bạc này lên trên này là 3. Tính góc bạc này là 32. Chúng ta cộng thêm 7 phân. Đó là thành 5 phân nữa là thành 37. 37 OK. Chúng ta đánh 37 trên chúng ta đánh 37 trên phần mềm in. Đây là cái chỗ mà motor tới paper, motor to paper là cái chúng ta đánh 370 ha. Cái độ speed nữa là chúng ta chọn nhanh. Cái adjustment là 360. Cái này in bạc, in băng rôn thì chúng ta cần nó ít thôi cũng được, nó không có cần đẹp lắm. Rồi OK.
Rồi, bấm begin là nó sẽ chạy. Ra chút đi. Chúng ta đẩy giấy ra chút rồi thôi. Rồi, bấm chạy. Đó, cái thiết lập xong số của chúng ta nó đang hồi nãy là chỗ này. Để nó in ra còn ngay đây. Không, mấy anh nó đang bắt đầu in á. Cái khổ của chúng ta thường là khổ 3m2, nhưng mà do nhà in mình dịch nó không có nhập bạc về nên chúng ta in cái khổ nó còn có 2m1 à. Nên chúng ta in khổ 2m1. Đây nó đang ra ha. Khi mà dịch thì chúng ta ở nhà chúng ta ngâm đầu phun, nhớ đổ nước rửa và nhớ bật máy lên để mình xả mực, chứ không mà để lâu ngày á mình không có xài, mình để vài tháng là sợ nó đóng cái mực ở trong cái đầu phun á. Một cái đầu phun nó gần 20 triệu một cái, mà 4 cái là hết 80 triệu rồi, thì đâm ra là hư một cái đầu phun không là chúng ta là mất hết 20 triệu rồi đó. Nó có 18 triệu mấy thôi, nhưng mà dây vợ rồi công ký rồi nữa là cũng mình cho đi 20 triệu đi. Đó, là tao mơ cái là mình đi 20 triệu như không luôn. Nên chúng ta khi mà mua máy thì bảo quản đầu phun, nhớ nhớ chúng ta bảo quản đầu phun, vệ sinh hàng ngày và dùng nước rửa để chúng ta lau. Máy in nó đang in ra. Cái này dài 6 mét thì nó phải in khoảng trong vòng 15 đến 20 phút một tấm bạc. Xong, chút nữa là chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách dán một cái băng rôn. Băng rôn là dùng keo lạnh, chúng ta dùng keo lạnh để chúng ta dán thì nó không bị nhăn. Còn cái keo 502 thì chúng ta xài thì nó nhiều cái nó nhăn nhiều hơn, với lại dán nó lâu hơn nữa, tốn tiền nữa. Keo lạnh chúng ta mua một thùng đó gần 15 kg, nó khoảng tầm 1 triệu mấy, với lại nước pha theo thùng 15 kg nữa khoảng cũng 1 triệu mấy nữa, là khoảng 3 triệu một thùng, một lô đó là chúng ta xài khoảng được 1 năm. Đây là máy in bạc 3m2. Đó. Máy nó tự động nó chạy. Đây là phần mềm mà chúng ta xả mực. Chúng ta bấm Escape trên bàn phím đây là nó sẽ xả mực. Khi mà máy dừng chúng ta mới xả được, còn khi nó đang in là chúng ta xả là nó tràn trên đó. Đó. Khi mà giấy sau chúng ta phải xả ra, chứ không là nó sẽ bị đùng giấy. Nãy nó rớt cái cây đó, rớt cái cây ra là ví dụ mình quên bấm chế độ auto. Phần sau của giấy là nó sẽ có chế độ auto, mình phải bấm auto nó mới tự động nó xả ra được. Còn không là nó sẽ là nó bị cuốn giấy lên, là nó làm bị chồng bát lên, là khi đó cái bạn nó sẽ hư. Rồi bấm chạy tiếp. Chúng ta resume là nó chạy tiếp ha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi coi cái phần sau của cái máy in bạc này. Khi mà chúng ta chọn chế độ ô tô là như thế nào. Khi cái đây là cái thanh chúng ta để cái cây máy, để cái cây bạc của máy lên. Thấy không? Thì nó là sẽ có cái thanh, nó sẽ có cái đây, nó sẽ có cái bánh này, cái bánh đà này. Đó, khi mà nó sẽ tự động nó sẽ xả bánh đà ra. Cái motor này sẽ điều khiển của cái cục bạc này. Nó sẽ qua bên đó. Ok, bên đó là hệ thống mực. Đây là bên đây là hệ thống mực. Mình hệ thống mực in. Mực in nó sẽ chuyển lên đây. Ở bên đây nó sẽ có mấy cái bơm hút. Sẽ đưa nó hút bơm từ đây, nó bơm từ bóng mực bình mực này sẽ đưa lên khỏi cái đó, nên bơm cái bơm đó, nó hết bơm là hết mực là tự động nó đã bơm đẩy lên trên cái một cái thùng ở trên trên máy in á. Rồi trên máy in nó sẽ có một cái thùng, nó có bốn bình mực bốn màu semi cây. Chúng ta đây nó đang có bốn bình mực,
và một bình hơi để khi mình ép, mình xả là nó ép không khí ra. À. Rồi ở trên này là khi hồi nãy là mình cái chế độ auto này. Ở đây là cái nút xả bạc của một cái máy in bạc. Chúng ta có 4 nút. Menu line là cái nút tắt nè. Auto là nút tự động xả. Khi nào nó có con mắt ở dưới á, con mắt thằng ở dưới nó sẽ tự động nó khi nào bạc tới là nó tự động nó xả ra, là mình bấm auto, bấm nút xả. Còn nút này là nút cuốn vô. Khi mình bấm auto là tự động nó rút cuốn vô. Đó. Rồi cái phần mà khi mình bấm auto mà bấm nút phía bên quay theo chiều kim đồng hồ này á là nó tự động nó xả ra theo khi máy tới in tới đâu nó sẽ xả ra tới đó. Rồi cái nút menu line là chúng ta bấm nút menu line là tự động nó tắt. Nó tắt tất cả, tắt hai cái nút bên đây thì cái nút menu line này là cái cuộn giấy này sẽ không tự động xả, nó sẽ tắt luôn. Khi nào máy nó in lên hết là tự động nó kéo cái cuộn lên luôn, là nó hư giấy, là nó hư phần in của chúng ta. Đó. Rồi cái phần này là chúng ta phải bấm auto. Rồi chúng ta bấm theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ xả giấy cho chúng ta. Đó. Nó sẽ tự động xả này, thấy không? Nó tự động xả tới đó là tới cái điểm con mắt nữa, nó sẽ tự động dừng. Rồi khi mà nó chút nữa nó kéo lên hết, cái đó là nó bắt đầu nó sẽ xả ra tiếp. Đây, ở trong này chúng ta sẽ review cái bộ máy của máy in. Đây là main A, cái này là main B. Dưới này main B. Bên này là bộ điều khiển nhiệt. Khi mà chúng ta sấy á, đây là cái bộ điều khiển nhiệt. Khi mà nào mà trời nó lạnh đồ á, chúng ta nó tự động nó sấy. Nó sấy của trong hệ thống nó sẽ có một cái đường giống như cái chỗ mà làm trong cái bình nắm nước á, nó sẽ có một cái đường dây để tạo ra một cái lượng nhiệt để chúng ta sấy cho nó nhanh khô. Đây là công tắc khẩn. Rồi chúng ta đóng lại. Phía trong này nó chỉ có vậy thôi, nó không có gì nhiều. Cái anh này thì hư chúng ta cũng tự sửa được luôn. Rồi đây là cái nút khẩn, khi nào mà chúng ta mà có vấn đề gì cấp bách chúng ta ấn nút này nó tự động nó sẽ tắt luôn. Ví dụ cuốn giấy cuốn đồ gì chúng ta nhấn cái nút khẩn này là tự động nó sẽ tắt. Đó, máy in chúng ta chỉ có vậy thôi. Ok, giờ đó là máy in bạc. Còn đây là máy in đề can. Máy in đề can thì chúng ta nó sẽ nhỏ hơn, nó khoảng tầm 1m8 đến 1m5 thôi. Đó là hệ thống sấy bằng nhiệt. Này là hệ thống sấy bằng nhiệt bằng đèn Halloween. Nó sẽ tự khi mình bật lên nó sẽ sáng lên. Giống như là ánh sáng mặt trời vậy đó. Nó nhiệt độ nó tới 100 đến 200 độ được. Nó rất là nóng, nó sẽ quéo luôn cái phần mà nếu chúng ta tăng cao quá là chúng nó sẽ quéo luôn cái phần đề can. Ok, tên này là đầu phun DS5. Nó sẽ có 4 ống mực và 8 temper. Temper sẽ đưa vô cái đầu phun. Đó. Bên đây còn một cái nữa và bên đây còn một cái nữa, hai cái. Mùa dịch đóng chốt nên chúng ta ở nhà không có làm được gì. Chúng ta chỉ vệ sinh máy thôi. Đó. Vậy là mình đã review cách hướng dẫn in bạc và là in đề can. Máy in đề can. Rồi. Ví dụ trong này phần mềm mình sẽ review cái phần mềm luôn. Khi mà chúng ta đang chạy đúng không? Đang chạy sẽ cái chế độ mà bao nó sẽ chỉ hiện nút stop, begin nó sẽ gần. Rồi, chúng ta có thể open một cái file, chúng ta xuất một cái file nữa. Ví dụ mà trong này chúng ta đang thao tác ở trong đây. Chúng ta xuất thêm một cái file nữa cũng được. Đây. Không có cái tay cầm nên mình phải cầm bằng tay. Chúng ta có thể thao tác xuất thêm một cái file nữa cũng được luôn. Cái này khoảng cách ở giữa này thì chúng ta cho nó xa xa chút, chúng ta dấn biên. Để mà canh khoảng cách ở giữa này chúng ta phải dùng
Đó. 7 phân là được ha. Chúng ta mỗi bên 3 phân rưỡi chúng ta dán là thoải mái thôi. Rồi, cái này chúng ta cũng canh 3 phân rưỡi. Khi mình thiết kế xong á, chúng ta đưa qua máy in chúng ta in thôi. Rồi, trên phần mềm này chúng ta nhấn Ctrl E cũng như mọi cái lệnh mình xuất đi gửi đi file cho khách hàng vậy thôi. Ctrl E là export đó, file export á. Rồi, chúng ta bấm số 1. Chúng ta nhập vô cái file đó, có sẵn luôn cũng được. Nhưng mà mình không nhập vô cái file mà hồi nãy mình đang xuất nha. Cái file đó để hồi chút mình quản lý lại. Chúng ta bấm Z. Rồi, kích thước của nó là 1m94 với lại 1m8. Chúng ta bấm đúng kích thước luôn. Độ phân giải từ 80 cho đến 75 cho đến 100 là được. In bạc thì cái sứ bạc nó rất là dày nên chúng ta cái độ sắc nét thì cũng chúng ta tăng cái điện áp lên thôi. Rồi, chúng ta bấm OK. Hệ màu của màu in là chúng ta sẽ dùng CMYK nha. Đây, cái màu CMYK đây nè. Đó. Rồi, chúng ta bấm Z, OK. Đó, phần mềm nó đang xuất đó. Khi nào nó bấm, rồi, khi nó bấm xong. Xong là chúng ta vô lại phần mềm. Trong lúc này mình đang thao tác thì cái máy in nó vẫn đang in nha. Nó đang rip qua, nó in bên đây. Đó, nó rồi vẫn đang in đó, chứ không phải là nó tắt đâu. Mình có thể thao tác ngay trên đây được. Rồi, khi mà cái main top nó xuất rồi nè, cái này này có phần mềm nó rip qua bên kia, bên máy in rồi, thì chúng ta có thể tắt, bỏ cái này đi, chúng ta xuất một cái file mới được. Rồi, chúng ta cũng in bọt vô đây. Chọn cái nút in bọt. Chúng ta chọn file số 1 hồi nãy ha. Chúng ta coi cái kích thước để 1m94. Thì chúng ta quay ngang vì cái khổ của mình là 2m1 à. Rồi chúng ta picture size raw, chúng ta bấm vô chích vô dấu chích gì rotate nè, số thứ rotate sẽ quay cho chúng ta nha. Đâu, cái này là chiều ngang của nó là đúng á, là chúng ta không cần rotate, chúng ta bấm thẳng luôn vì mình chạy chiều ngang cho nó lợi. Rồi chúng ta bỏ cái nút này này. Trong đây chúng ta chọn cái picture size. À, picture size nè. OK, đó. Rồi, chúng ta đưa CO vô giữa. Chúng ta bấm CO vô giữa nè. Kích thước này chúng ta sẽ chỉnh lại bên đây. Chúng ta nhìn lại cái kích thước của ba tấm này là tổng kích thước của nó là 194 cộng với lại 180. Đây, dùng lớn lên 194 cộng với lại 180. Rồi, chúng ta đánh lại kích thước bên đây. 1940 đáp xuống 180. 180. Rồi, đó. Chúng ta vô file setup. File setup. Rồi chúng ta cũng đánh lại 194. Cái này chúng ta chừa xỏ cây ở trên nên chúng ta chừa cái bạc ở trên nhiều chút ha. 4194 là 110. 1940, tới bên cái phần mềm nó xài mm. Rồi, cái này 00. Chúng ta OK. Rồi, chúng ta chọn biểu tượng máy in, chọn Roboty. Cái độ phân giải nè, resolution là cái này độ phân giải. Chúng ta in càng cao thì độ phân giải nó càng cái màu nó càng đẹp, với lại cái độ sắc nét nó càng lớn. Đây. Không, cái độ solar phân giải nó càng lớn thì chúng ta chọn, nếu mà chúng ta in đậm quá là mình cái màu á nó làm cho cái bạc nó quéo luôn. Cái màu in rất là mạnh, nó có thể làm cho mình in từ 360 thôi. 360 540 là màu rất là đẹp rồi, còn những cái trước này thì mình sử dụng in băng rôn hàng loạt á mà giá rẻ. Đó. Còn những cái bảng hiệu từ 360 đến 360 đến 720, 720 là 360 là cái loại đậm nhất rồi. Những cái loại 720 này thôi đậm quéo luôn, làm cho cái bạc nó quéo, nó nhăn luôn, nó lủng luôn á. Nên chúng ta sử dụng cái chế độ màu nó đậm nên nhạt nhạt chút. OK. Rồi, chúng ta nhấn auto set để mình set lại cái setup hồi nãy này. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi chọn Ring to File. Rồi chúng ta đặt số nào, số 12, trong này có số 11, rồi chúng ta đặt số 12.
để chúng ta nhớ cho nó dễ sao. Rồi khi đó nó đang bắt đầu rip qua bên main á, chút nữa chúng ta bật main lên. Khi mà máy nó đang chạy, chúng ta ấn open, chọn cái số 12, chúng ta open lên để sẵn đây. Rồi cái phần mềm, cái phần trước nó đang in thì nó đang hiển thị màu đỏ nha, chúng ta chọn lên đây là nó sẽ hiển thị màu đỏ. Đây là chúng ta bấm xuống đây là nó không điều chỉnh được, chúng ta bấm begin là hồi nó sẽ chờ đợi cái in cái phần trước này xong nó mới chạy tiếp được. Đây ha, thấy không? Rồi chúng ta khi ví dụ mà khi máy in nó bị sọc màu, chúng ta nhấn bao lại. Rồi bên đây là cái horizontal này hoặc vert này là hai cái mà điều chỉnh cái sọc ngang và là sọc điều chỉnh cái độ sọc của máy khi mà nó trồng bát. Thì chúng ta bên Trung Quốc nó sẽ sử dụng khác rồi, chúng ta ví dụ vert cộng thì nó sẽ là trừ, mà trừ nó sẽ thành cộng. Ví dụ nó trồng bát lên nó trồng nhau á thì chúng ta bấm dấu cộng, dấu trừ nó sẽ thành cộng. Là nghĩa là ví dụ mà mình bấm vô cộng á là sẽ trừ ra. Ví dụ nó trồng bát là mình trừ, mà hở ra thì chúng ta bấm dấu trừ sẽ nó sẽ cộng lại. Phần mềm Trung Quốc nó sử dụng vậy đó. Rồi cái này, phần này là cái chế độ lệch ngang, cái này là lệch ngang này, còn cái này là dọc này, nghĩa là chạy theo cái bát của cái máy in á, nghĩa là theo cái đường bát của cái màu của anh test ra là nó sẽ theo cái đường dài á. Còn đây là theo đường ngang, cái này là theo đường ngang đó. Bấm delete là delete layer thì mình xóa lệnh đi. Rồi trên phần mềm in nó chỉ có vậy thôi, nó không có gì nhiều cả. Các thông số trong này thì nhà chúng ta sẽ tự test màu hoặc là như thế nào đó, là mình test thôi. Mỗi máy mình kê cao thấp hoặc là bên cao bên thấp gì, mình cái đầu phun điện nghiêng á là mình có thể điều chỉnh á, trong cái thông số này mình điều chỉnh lại được hết đó. Cái phần in của chúng ta bên đây thì nãy giờ nó in đó, nó in gần xong rồi đó, thấy không? Nó in nãy giờ cả cuộn ở đây rồi, rất là chạy rất là nhanh, cái máy in bạn này chạy rất là nhanh đó, gần cả cuộn rồi đó. Đó rất là đẹp chuẩn màu luôn, màu nó ra bao chuẩn luôn đó. Chúng ta zoom nhỏ lại đó, ok. Rồi là màu đẹp phải không? Hồi nãy là chúng ta thiết kế xong cái chúng ta đưa xuống rồi in cái là khoảng trong 15 đến 20 phút là xong luôn, khách hàng có thể lấy liền, gọi là in lấy liền là vậy đó. Ok, vậy là chúng ta kết thúc cái phần mà in bạc và lại giới thiệu chúng ta sử dụng máy in bạc là như thế nào. Rồi bye bye, chúc mọi người nhiều thành công, sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Bye bye.